Làm gì bà đây? À, khả năng cao thằng này vẫn còn cái ống kim tiêm đấy. Mày tiêm đấy. Mày tiêm cho mặt tao thì tao xin mày luôn đấy. Mày tiêm đấy. Tao nhảy cho mặt mày này. Mày nhảy đi. Mày tiêm nữa đi. Địt mẹ mày nó cay vãi luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình. Và mình xin chúc cho các bạn ấy khi mà xem video của mình ấy có một cái mới thiệt là vui vẻ nhá các bạn nhá. Và ok các bạn ạ, ở cái video này thì mình vẫn sẽ tiếp tục là chơi ở trên cái chế độ tự chiến là như bình thường thôi. À, và như anh em thể thấy ấy, là trong cái trận đấu này ấy, thì mọi người thấy là ba người đồng đội của mình là vẫn còn nguyên, không có một ông nào AFK cả. Thì lần này là khá là hên này, chứ như mấy cái trận trước mà tôi chơi ấy, gần như là y như rằng ba thằng thì thằng nào cũng một thằng AFK, thẻ nó đen vãi trưởng lên luôn em ạ. Nhưng mà được cái là lần này gọi là số mình không có bị nghiệp quật hay sao ấy, chắc là do mình sống tốt em ạ. Chứ ông nào sống gọi là sống lỗi, sống bẩn các thứ thì may ra là mới có một thằng đồng đội AFK đấy em ạ. Nói chung là Sẹo chó. Đen lắm thì dính thôi. Đó thì ở đây là chúng ta đang chơi theo cái lối chơi trong phản đấu ấy. Đấy là lối chơi bóc lốp em nhá. Đấy Tào Tháo có câu là nếu mà các bạn mà không ăn được trực diện thì hãy đi bóc lốp. Đó, nếu mà anh em chưa nghe câu đấy của Tào Tháo thì bây giờ anh em nghe mình nói thấy nhá. Đó. Đéo tin. Ok, và bây giờ chúng ta đang ở trong cái phần đấu thứ tư nhé mọi người. Hiện tại thì cái tỷ số của chúng ta đang là 1-2 và 2 điểm thì nghiêng về đội bạn luôn anh em ạ. Bởi vì nãy giờ là mình nghịch ngu quá, tôi không tiện quay cho anh em xem đoạn đấy. Nên là thôi anh em không cần biết làm cái gì đâu nhá. Nói chung là chỉ cần chú ý ở trong phần đấu này được rồi. Và bây giờ thì chúng ta đang ở lên một cái vị trí tầm cao để mình có thể là có được một cái tầm nhìn nó tốt hơn bình thường mọi người ạ. Đấy, em thấy gì chưa? Thấy một thằng nó đang chạy này. Đấy, mày ra đấy. À, chưa gì đã thấy được cái vị trí mình được con lợn này. Mày ra đấy. Đang định gọi là bắn từ trên cao xuống ai gì à? Thằng này nó biết mình ở phía trên rồi mà căng thật sự luôn đấy. Nào, ông dọa ông ra đây đi. Đây rồi, tôi đang ở ngay phía sau này. Thì chúng ta có thằng này. Đang có một thằng này. Ôi rồi, vẫn như thế mà không vào đầu. Đẹp thế nhỉ. Quả này vào đầu không? Chắc chắn phải vào đầu chứ còn gì đó. Ông chạy thế quá là được. Ok, mày ra đây. Mày ra đây, mạng hàng đầu tiên. Ui, vai trưởng luôn. Mẹ một mình ông kia cấp 3 luôn à? Ảo thế. Đây, từ từ để tôi dâng lên phía trên. Tôi gọi là tiếp sức với ông này. Ông bạn này. Mạng này thuộc về mình rồi, không có nhiều các bạn nha. À, các bạn thấy gì chưa? Quá là tuyệt vời luôn. Và tất nhiên là nếu như các bạn thấy video mình hay ấy, thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ mua cho mình những cái trang bị gọi là giáp mũ thôi. Đến cái bàn đấu tiếp theo ấy là những cái trang bị này gần như là không bao giờ có thể nào mà thiếu được em ạ. Nếu như mà chúng ta mà thiếu những trang bị ấy thì chắc chắn là không thể làm một cái team được các bạn ạ. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ mua cho mình là giáp 3 mũ 3 này. Đấy, kể từ đó là hai khẩu súng thực điên, trong đó là có một cái khẩu súng là MP40 mã xà. Em thấy gắt không? Nhưng tất nhiên là chỉ có level 4 anh em ơi. Nếu không có đủ tiền nâng cấp level 7, Kana gọi là hút máu quá em ạ. Đấy, và tiếp theo là cái khẩu súng Thompson. Thompson không skin súng các em nhá. Đấy, bởi vì mình quá nghèo, không có tiền ăn mì tôm nữa, làm sao có tiền để mua Thompson đấy anh em. Đâu phải là skin súng nào mình cũng có đâu, buồn thật sự luôn đấy. Ui dồi ôi, trong cái lúc xàm xí mọi người là chưa gì đội mình đã có hai thiên điên bị hạ gục vừa kia. Càng thế nhỉ. Ui dồi, đây tôi thấy một lạc rồi. Thấy một lạc rồi, mày ra đây. Mày chạy đây. Nào, tao thấy mày rồi, mày ra đây. Mày ra đây một lần. Ôi, chết. Sao cái bậc này nó cao thế? Trời đủ mày quá sống rồi. Gạt nó thôi. Bạn đây. Bạn nó, mình đang chích rồi. Cố lên bạn ơi. Ui dồi ôi, sao bạn chết sớm thế? Từ, để tôi lật kẹo. Ui. Mày nó cay vãi luôn. Ui dồi ôi, cay thế nhỉ. Tí nữa là lật kẹo được mẹ. Cày vãi cái đai luôn. Tiếp theo biết đấy. Không sao. Bây giờ là đang là cái ván đấu ở cái điểm quyết định luôn rồi em ạ. Khá là căng, vì thế là mình sẽ phải chơi nghiêm túc thôi. Đấy, chắc chắn là chúng ta sẽ phải gọi là thắng thêm 2 trận nữa thì chúng ta mới có thể là chiến thắng trong cái chế độ tử chiến này luôn các bạn nhá. Đấy, thì thế là các bạn hãy cổ vũ nhiệt tình lên cho mình, hãy gọi là like, share và cũng như comment ở phía dưới video gọi là nhiệt tình lên để có thể là ủng hộ cho mình các bạn nhá. Ok, và bây giờ là chúng ta sẽ đi cùng với cả những người đồng đội của mình mọi người nhá. Hoặc là mình sẽ là người dẫn đầu. Đấy, dẫn đầu là đội trưởng luôn. Thằng nào mà không theo thì kệ bà chúng nó. Thì chúng ta lại tách đẻ ra một người thành công thì thường có lối đi riêng mà, đúng không các bạn? Hợp lý không? Quá là hợp lý rồi chứ gì nữa. Tôi nói nhất chỉ có chuẩn thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta đang dâng lên cái khu vực ở phía đằng trên mọi người ạ. Bây giờ mình check thử phía trên để xem có người không nào. Quá, đây, bỏ lạc cái rồi. Mày ra đây, mày chạy đâu khỏi nàng em ơi. Úi dồi ôi, sao có thằng ở phía trên thế này. Phía dưới là một mạng này. Ok, nốc luôn rồi nhá, gạt gió luôn. Không thể nào mà để cho thằng này đẻ trứng được. Ok, có được mạng tiếp theo rồi. Nào, một thằng phía trên nhà nhá. Ui, vãi trưởng nó cầu lịu kìa. Ông số 4 kìa, đúng quặng máu luôn. Thề, hên vãi trưởng luôn em ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ lên phía trên nhà, sau đấy là công. Thế nhìn ở phía trên cái con thuyền này luôn mọi người nhá. Mẹ ngủ ở trên này là hơi lâu rồi đấy em ạ. Nào, lên trên thôi em ơi.
Mình thì từ bé đến giờ là không có ngại một con thằng nào, chơi hết luôn anh em nhá, một mình chấp tất. Đâu rồi? Nào mày đâu rồi? Mày đâu rồi em ơi? À tao thấy mày rồi. Đang trích à? Trích à bạn ơi. Giời ơi, nghiện là dở rồi bạn ơi. Tầm tuổi này còn đi trích thuốc nữa, rồi đến lại ông luôn rồi đấy. Các bạn đừng có làm theo nhá. Ok, vậy là chúng ta đang đến với cả cái ván đấu quyết định. Chỉ cần gọi là một trong hai team, team mình hoặc team địch gọi là thắng cái ván đấu này là coi như là win cả luôn em ạ. Là quả là được là ăn cả hai, là ngã là phải không luôn anh em. Ok, thì bây giờ chúng ta là còn không đủ tiền mua cái trang bị mũ cơ. À đây đây đây, có á. Đấy, tôi quên, sorry, lộn mấy ông nhá. Tôi còn mua thêm cái bộ hồi phục cho đồng đội kìa. Thế mà không thằng nào thèm nhặt. Không biết là chúng nó khinh tôi hay như thế nào nữa. Để rõ ràng là mình là người có lòng tốt, biết nghĩ cho team, biết nghĩ cho đồng đội thế. Thế mà chúng nó gọi là chê, gọi là chà đạp cái lòng tốt của mình. Mẹ tiến sư nữa, biết thế là sau ấy là khỏi mua cái gì nữa, khỏi mua cho đồng đội luôn em ạ. Tất cả nếu mà các bạn để ý ấy, thì mình hay mua những cái trang bị đấm cho đồng đội em ạ. À mày ra đây, một con bò lạc ai đây rồi. Thế một thằng nữa nhá, hai thằng đi với nhau, một mình cân hai luôn, không nói nhiều. Rút hẳn cái khẩu thông sơ ta mày ra đây. Mày đây, mày ra đây em ơi. Ok, vỡ đầu chúng luôn rồi nhá, quá là tuyệt vời luôn. 15 HP này, bây giờ là còn hai team cuối đúng không? Gạt giò cho hai team trước mặt cái đã, thế cho nó nhanh nhanh gọn lẹ em ạ. Nhả bao nhiêu việc đó, tiếp tục cuốn máu nào. Quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ hiện tại ở trên cái trong cái bản đồ này đấy là chỉ còn duy nhất một thành viên cuối cùng của đội bạn thôi. Ui dồi ôi, sao ông lại nhảy lên phía trên gọi là hiến mạng thằng này thế này. Ông đi là phải có đôi có cặp, phải có tôi chứ, ông đi một mình này ông chết là phải rồi. Ok, nhưng mà không sao, mặc dù là mất thành viên một thành viên trong đội mình nhưng vẫn còn hai thành viên anh em nhá. Đây rồi, bạn lên đi bạn ơi, còn một chiến sĩ nữa mà. Lên đi, lo do làm cái gì. Ui dồi, ông này cầm hai cái khẩu súng bắn xa. Thế thì lên là sao được, bảo sao là rẽ, đúng rồi. Nhưng mà mình đang thấy là khả năng cao thanh niên số 2 đang dâng lên phía trên thì phải đúng không? Chúng ta sẽ xem gọi là hai người đồng đội của mình xử lý ra sao nhá. Mình đang nghĩ là thằng cuối cùng có đang ở phía trên này. Đấy, thanh niên số 2 nó có tiêu rồi. Vậy là chỉ còn thanh niên số 1 với cả số 4 thôi. Nào, số 4 lên đi, lên trước đi bạn ơi. Nào bạn này, thằng kia chắc chắn là nó phải cấu yếu máu rồi. Ông mà không ăn được nữa thì thôi ấy. Ôi giời ơi, tìm như cái quần què luôn này em ạ. Đồng với trả đội, đồng đội hai thằng cũng ốt được một thằng, chả lát lại phải để mình làm tất tôi. Ui căng 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 căng. Bạn định bắt tớ á, xin lỗi bạn đi. Bạn định làm gì bạn đây. À, khả năng cao thằng này vẫn còn cái ống kim tiêm đấy. Mày tiêm đấy, mày tiêm đấy, mày tiêm trước mặt tao thì tao xin mày luôn đấy. Mày tiêm đấy, mày tiêm đấy, tao nhảy trước mặt mày này. Mày nhảy, mày tiêm đấy đi. Mẹ, mày nó cay vãi lên. Sao mày không tiêm rồi? Trời ơi, tiêm đi. Tôi lạ ông quá cơ, tiêm đi. Còn mỗi ông bình ông thôi mà. Nào, định làm gì đây? Làm gì? À, định chúi vào trong cái đấy tiêm đấy. À, ghê quá, ghê quá cơ. Trời ơi, tưởng thế như thế nào? Tiêm đi mà thôi. Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube. Và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.